Thủ đô Hà Nội thì không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 2, nhưng mà dưới tác động của cái hoàn lưu rìa của cơn bão số 2 thì thủ đô Hà Nội cũng sẽ có cái mưa ra vừa mưa to. Nhưng và cái lượng mưa nó ở Hà Nội thuộc khu Đông Bắc Bộ là lượng mưa khả năng lên tới 100 đến trên 100 mm. Khoảng thời gian mưa sẽ tập trung vào trong đêm nay đến hết của ngày 23 tháng 7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2024, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Trong những giờ tới, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Dự báo khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 7, tâm bão số 2 sẽ nằm trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 110 km về phía đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiến sát vào đất liền, rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ nằm trên khu vực đất liền, ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 và đi sâu vào biên giới Việt Nam, Trung Quốc. Về tác động của mưa thì chúng tôi dự báo là từ đêm nay trở đi đến khoảng ngày 24, ở khu vực Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa sẽ xuất hiện một cái đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó cái khu vực phía Đông Bắc Bộ thì cái lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm và có nơi trên 300 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng như khu vực Thanh Hóa cái lượng mưa ở cái mức khoảng từ 50 đến 100 mm và có nơi trên 200 mm. Và với cái lượng mưa lớn như vậy dồn dập trong một thời gian ngắn thì hầu hết khu vực vùng núi Trung du Bắc Bộ cũng như khu vực phía Tây của Thanh Hóa, thậm chí là cả khu vực phía Tây của tỉnh Nghệ An ấy, cần hết sức đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Do dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 đến 20 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão số 2 nên ở đảo Phú Quý và Huyền Trân đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Ở Bạch Long Vĩ có gió giật cấp 7. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa bão, vùng biển phía đông của Bắc và giữa Biển Đông, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong 24 giờ tới, phía Tây Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao 2 đến 4 mét. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua, mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh, sóng cao 2 đến 5 mét. Vâng, sáng nay ngày 22 tháng 7, bão số 2 đã vượt qua khu vực phía Tây của đảo Hải Nam và đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và cường độ hiện tại đang mạnh cấp 9, cấp 10 ở đảo Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc của Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao, chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định đề phòng chiều cường cao vào chiều các ngày 22, 23 tháng 7, kèm theo nước dâng và sóng lớn gây ngập tại khu vực trũng thấp làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực. Tân Hoa Xã đã đăng tải một loạt ảnh chụp ngày 20 tháng 7 cho thấy quang cảnh đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc căng mình xả lũ. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, chiều 21 tháng 7 đưa tin, những trận mưa dư trút nước ở thượng nguồn sông Dương Tử đang làm tăng tốc độ nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp. Tốc độ cao nhất là 43.000 mét khối trên giây và mực nước trong hồ chứa vào chiều 20 tháng 7 cao hơn 160 mét. Nhằm giảm áp lực đối với hồ chứa, đập Tam Hiệp đã mở 7 cổng xả lũ với lưu lượng 41.000 mét khối trên giây kể từ ngày 19 tháng 7. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho hay sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và có thể tăng lượng nước xả từ hồ chứa nếu cần. Phát biểu với CGTN, Phó Kỹ sư trưởng Trần Quý Nhã thuộc Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cho biết, đơn vị này đang trong giai đoạn quan trọng của việc quản lý lũ lụt kéo dài từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Ủy ban Tài nguyên nước Trường Giang cần chuẩn bị cho một đợt lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử. Cũng theo CGTN, Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức trong quản lý nước trong mùa mưa năm nay, trong khi các đợt thiên tai ngày càng nghiêm trọng, kéo dài hơn bình thường. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông báo tối 21 tháng 7 từ chính quyền địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể, trong khi còn 29 người mất tích sau trận lũ quét do mưa gây ra ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Thảm họa xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20 tháng 7 khi mưa lớn gây lũ lụt trên một con sông của địa phương, làm hư hại hơn 40 ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể của 15 nạn nhân trong vụ sập cầu đường cao tốc sau trận lũ quét do mưa bão gây ra ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc vào tối 19 tháng 7, làm hơn 20 phương tiện lao xuống sông Kim Tiền.
Giới chức cho hay, tổng cộng 1.630 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, 205 phương tiện, 63 tàu và 6 chó nghiệp vụ đã được điều động để tìm kiếm những người mất tích. Sáng 22 tháng 7 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC và 49 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày để phục vụ xét xử. Tòa án triệu tập 30.403 nhà đầu tư đã mua cổ phiếu ROS với tư cách là bị hại, đồng thời triệu tập 63.092 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Với số lượng người được triệu tập thuộc diện lớn nhất từ trước tới nay, công tác chuẩn bị cho phiên xử được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Với số lượng người tham gia phiên tòa rất lớn, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bố trí một hội trường xét xử chính, một hội trường họp và một khu vực dựng rạp ngoài trời. Với ba hội trường này, sức chứa tối đa có thể lên tới 2.500 người. Theo bố trí của tòa, diễn biến phiên xử sẽ được truyền tải trực tiếp từ hội trường xét xử chính đến hai hội trường còn lại, thông qua màn hình TV. Do đó, hệ thống đường truyền dữ liệu âm thanh đã được chuẩn bị kỹ càng. Tại mỗi hội trường, tòa cũng sắp xếp hệ thống máy tính hiển thị thông tin của hơn 30.000 bị hại. Ngoài ra, còn có danh sách in bằng giấy. Các nhà đầu tư tham gia phiên tòa có thể kiểm tra, đối chiếu thông tin qua hai kênh này. Quyết định đưa vụ án ra xét xử cho thấy có khoảng 80 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có 4 luật sư bào chữa. Ngay tại hội trường xét xử chính, tòa trang bị hơn 50 chiếc máy tính xách tay để phục vụ luật sư trong quá trình tranh tụng. Với số lượng người tham gia phiên tòa kỷ lục, công tác y tế, hậu cần, phòng cách ly cũng được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất có thể. Vụ án có 50 bị cáo hầu tòa, gồm 27 người bị tạm giam, 23 người được tại ngoại. Ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Hai em gái ông Quyết bị truy tố với vai trò đồng phạm, gồm Trịnh Thị Minh Huế và Trịnh Thị Thúy Nga. Ngoài ra, nhiều cựu lãnh đạo tập đoàn FLC và các công ty trong hệ sinh thái cũng bị khởi tố, gồm Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn FLC, Nguyễn Thiện Phú, cựu kế toán trưởng tập đoàn FLC, Nguyễn Quỳnh Anh, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS. Hàng loạt cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị xét xử với trách nhiệm liên đới. Theo cáo buộc, từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 1 năm 2022, ông Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng, lập hồ sơ thủ tục, thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng. Sau đó, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi thao túng thị trường đối với 5 mã cổ phiếu AEBD, HAI, GAB, FLC, ART. Sau khi giá cổ phiếu tăng, bị cáo Quyết chỉ đạo xả bán cổ phiếu, thu lợi bất chính hơn 723 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, bị cáo Trịnh Văn Quyết chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty Faros, các công ty thuộc tập đoàn FLC và người thân họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, để thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, qua đó nâng khống vốn điều lệ của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Tiếp đó, các bị cáo tạo lập hồ sơ đề nghị chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký, chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của công ty Faros. Niêm yết cổ phiếu thành công, bị cáo Quyết cùng đồng phạm đã bán hơn 391 triệu cổ phiếu công ty Faros, chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. Đến tháng 3 năm 2022, thì ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ án trong các bản tin tiếp theo.